Hello, bạn nào cần cài Come đăng on, inbox qua TikTok thì mình báo giá nha, mong ơi. ai Cảm lâm ơn. lâm 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 Chị đam mê à? Thấy ghế không? Không ngắt á. Không ngắt có hay ghế á. Bên hông là phòng khách, bên hông là một cái kẹp xịt cửa hồi xưa. Nhưng mà bây giờ không xài cửa nữa cho nên là để làm phòng thôi. Ghê chứ mà đâu. Chí mẹ nhiều vậy? Hát Khang à? Trương, lúc đầu nghe sai sai mà tự nhiên nhìn đằng sau mới thấy đúng mặt. Hát à? Hát à? Hát à? Mà nó chỉ mấy cái chí mẹ luôn, lấy đèn rồi đấy. Nhà tôi đó nhỏ rồi, cái phòng tôi nó như cái con cà rẹp luôn. Chắc đợi chi đam mê ra thì chắc được mình được tầm 300 máu, 400 máu gì đó mà. À, một con lính nó mà hồi đúc là tầm 400 máu à. Hồi đúc nè. Chưa ăn xong nữa hả? Hay là... Hồi đúc lại nè. Hay luôn nè. Thì đam mê này đi hơi xa rồi. Oh my god, mệt. PC nó đang ăn lên đó. Chị đam mê này cút luôn rồi. Búa diều sát thần, hơn nhau một đòn đánh top nó thua luôn. Chị đam mê này đi luôn rồi. Tướng thì cân bằng mà, rắn nó không cân bằng thôi, tướng cân bằng đúng không? Nhiều có ông, nhiều ông bảo là chị đam mê cầu trên đó cơ. Trên đây thật ra rank thấp hay rank cao gì cũng vậy đúng không, nó chỉ cần đánh thường là nó thắng rồi. Mấy cái cấp 1 đó, cấp 1 chỉ là may mắn hơn đó, chỉ cần đánh thường thì nó thắng rồi không à. Nhưng mà nó phải tích được cái nội tại nó cơ. Sơn Hoàng, khách đang danh gì rồi tiến? Đồng ba à, đánh tới vàng á, nó phải đánh lâu đây, chắc tầm 3 ngày, độ 3 ngày sáng chiều luôn đó. 3 ngày sáng chiều chắc có Lee Sin này, thấy có hồ kéo Lee Sin vô là thấy nghi nghi rồi. Lee Sin ra này cân hai đi, có cái gì đâu mà vậy. Sin ra này cân hai thôi, có cái gì đâu đi nữa. Mình thanh niên đơn giản vậy sao, đơn giản vậy sao mà đó lại là gan tính gì à. Văn Trọng Thuyên chắc ơp mất đó ta. Rank này mà đánh tầm cứ 15 phút trận boss không thua nặng vẫn là được. Boss là kiểu không bắt trụ lại sớm là Na'Vi. ok thôi, Kinh. Boss không bắt trụ sớm là win chặt luôn, chiếm trụ hai cái rồi bay vào chém nó tiếp nè. Trời ơi. Chị đam mê là chậm đã mất. Chơi gì bị Master Yi nó về nó mát nó một đống đồ. Z có chạy lên thì cũng được. Z nó đem farm 31 lính 32 lính là được. Ok phết. Mình farm Master nó là chắc gần được cái á, cái vô danh luôn đó chứ. Đáng lẽ con chị đam mê thì bật công ty lên vô hốt đúng không? Đây, gì nó vô nó hốt luôn này, đánh đấm gì đó. Không có ulti, không có e, không tốc biến dễ đi đó chứ à, sống luôn rồi hai đạn này. Mà tôi có thể mất một vài con lính đây nữa. Sống luôn nè à. Hay rồi ta. Lại là sống được rồi. Cái này mà đến mà ao trình đúng không? Đừng có nghĩ là chị đam mê level 6 ra chăn được. Có con gì đó. Chị đam mê đang cầu thủ mà lên level 6 thì không đánh là chết à. Lên nó xuống. Lần này thì có lên 6 thì cũng vậy. Thì mình bay vào mình chém trước á, rồi mình giữ cái quy lại, rồi chạy nó thì sao nó chỉ. Văn Trọng Thuyên, chim trận này là chim không bay. Không bay. Nó đấm kiểu gì luôn nó chứ.
chắc lên là cấp 5 hết đáp nữa. Cứ khang thông lính rồi vô cho chắc không. Ghê với người ta. Có vậy. Chút bắn phụ lính nè. Có ôn trụ đi, ok, nó nhìn chiêu rồi. Trời ơi. Nhưng mà nó chậm cả mắt rồi. Và sẽ giả luôn không à. Hello các bạn đã xem nhé, buổi trưa vậy mọi người. Nó mới tha bằng 1/3 không à. Tha bằng 1/3. Này nếu mà mình đánh ký nó dạy được cái mạng đó mà. Tí chắc mình cho nó một vài mạng. Tí vô băng vô con bịch rồi chẳng hạn. Cho nó một mạng cho nó dễ đánh. Cái gì nó thở oxy luôn. Vậy nó chậm cả mắt. Không nên ăn hiếp người ta quá đáng đâu ạ. Búa xỉu sát thần. Phàm chứ à mà tôi coi phi phim. Trên mê level 5 mà. Mình nói chung là mình cứ farm hết lính đi rồi. Đánh nó gì đánh đâu ạ. Level 6 à. Level 6 sợ mà kiểu ấy không ăn vào nó chứ. Quy ti. Bùi chiêu rồi. Tầm này giả bộ mình vô mình chiếm thường nó cho nó mất công ty xong rồi pha sau mình vô mình hốt nó được ta. Ok không á? Ok không? Giả bộ cho nó ăn mẹ rồi pha sau vô hút đầu đó. Này mà nó bỏ trụ nơi rồi. Chết rồi nè, không chết rồi mà hụt ra mà. Hay nè. Ghê rồi ta. Ghê rồi ta ha. Quỳ luôn. Khang chưa cho thằng bật rồi lên hù nó rồi chạy. Phải bật chi đam mê cho nó ăn mẹ, chi đam mê ăn mẹ chứ cho thằng lấy chi đam mẹ này hơi là phí. Phí. Chi đam mê ăn mẹ nó thì điểm. Duy Khiêm. Bị bồn ra thì cũng điểm. Vú xìu sát thần thì vẫn là The City chứ ganh gì. Ây da bà. Trần Đức Tùng. Wow. Rồi xong chém là nó đủ chết rồi. Yeah. Ghê là không kiếm được mất R nữa. Nó mạnh phết rồi đấy, được một đồ lớn. Cho mê không đi thì mình cũng free. Quy ti, lúc bao. Công ty cũng free thôi, vậy đó. Trần Đức Tùng, rồi xong em là chém nó đủ chết rồi. À, không được cái trụ này quá. Khi nào cái trụ này nó bị để mà không hút được cái trụ trong lắm không? Trời ơi, không được luôn. Khang Trương, đùa. Không được rồi, báo nữa rồi. Cho mê này mới muốn đi xong á, chưa hồi đó. Đây à, cái gì người ta? Mẹ mày tính toán hay à, tưởng nó chưa hồi. Cái nó đập đầy bẫy rồi kìa. Ra pha bẫy chứ gì không à, hai bẫy rồi này. Ghê người ta. Khang Trương, để mùa sau chơi đi nó thêm lục bảo vào nên rank có thấp một. Đi xin lên hả? Hay nè. Hay nè. Nữa hả? Is the greatest enemy. Đánh ranh gì đây á? Đang cày ranh ông ơi. Cày ranh. Nó vợ này nó chứ.
Tôi cái đệ của đường thì nó nhanh quá, đánh đấm rồi. Solo kill thắng là chết. Solo kill hay quá chết ơi. Hay quá ông giết thần ơi. Quy phái cả đạn nữa. Bắt nhìn luôn. Nó bay tới đây được cơ. Kỵ chưa. Ủa mà nó chạy nhanh quá gì với ông nội luôn nè. Má mắt con tì chạy cả tiếng hồ mới tới nó. Chắc về của đồ không con tì đánh khó lắm này. Không con tì khó đánh đây. Không con tì bị nó bầm vây đánh nó chắc dễ niệm lắm. Xin rồng em nó không à đấy nó chỉ mới chỉ đam mê thôi. Chỉ đam mê pha này không con tì chắc chắn luôn. Không con tì. Trụ thì free đầu nhỉ. Trụ thì free có môn tê nữa cơ. Vợ này nó xem có ai nó hỏi đấy mọi người nhìn nó nhức đầu luôn đấy, thằng này tốc biến, thằng này sáng công rành, chạy như cái gì xuống luôn. Rành đồng có khác. Ờ nhìn cái máy à. Mày đánh hơi lâu rồi đó, 18 phút rồi và 15 phút rồi mày biết giờ đó. Con đồng chứ đang bẹt đâu. Này chắc ranh bạc. Đồng à. Đây này cày răng đó mà. À, đi xin không công ty thì phải ha. Thả nó cho nó nhanh đó ha. Hết hết máu đi xin không công ty. Quân tiếp đi, chém như mấy không. Nó hết mana quỳ đúng không? Không đủ mana mà quỳ không? Ủa chưa vậy mọi người, tôi đang gọi là vì đồng y, tiền. Rank thấp làm trận y tăng hay phép đi đê tiến? Là rank này gọi là bán rẻ lương tâm. Nó bật tay tôi dí nó chả. Lên đại bác hải tặc đi em. Nó tôi bật tay tôi dí nhét này, tóc biến còn luôn. Ai da ba thật đấy. Ô, chết lì ta. Làm như tưởng nó không giết được nó gì. Nó nghĩ là tôi thường, tôi gà lắm hay gì. À, người đây luôn à. Đông thế nhỉ. Ây da. Đây. Trời ơi, có chuyện phun máu mà đứng lại à, đi. Trời ơi, oh my god.